ngươi nói là việc khiến giang hồ bị đảo lộn ư?" Lưu Trấn Sơn ngạc nhiên hỏi. "Nói ta xem thử là việc gì nào, ông biết kiếm hậu chứ?" Ngọc Hy hỏi lại. "Biết, đã là nhân sĩ võ lâm thì dù không biết hoàng đế là ai, nhưng sao có thể không biết thiên hạ đệ nhất cao thủ được chứ?" Nghe nói vị đó sắp cử hành nghi thức rửa tay gác kiếm ở Bạch Dương huyện cách nơi này không xa, Ngọc Hy nói thêm. "Đó là chuyện lớn đến thế à?" Lưu lão nghi hoặc hỏi. "Đương nhiên rồi ạ, à, là nghi thức rửa tay gác kiếm của kiếm hậu nên mới đặc biệt đấy." Ngọc Hi giải thích chú thích rửa tay gác kiếm là nghi thức thoái lui khi mà nhân sĩ giang hồ buông bỏ tất cả ân oán và chính thức rời khỏi giang hồ chỉ là không có nhiều người thành công hoàn thành nghi thức bởi vì đây là cơ hội tuyệt hảo để những kẻ thù đã từng đối đầu khi tung hoành giang hồ có thể phục thủ nhất là khi kiếm hậu không phân biệt chính tà khiến những kẻ đó bị bại trận đầy nhục nhã hơn cả cái chết vì thế vô số nhân sĩ giang hồ cho đến giờ chưa từng thấy qua sẽ kéo đến đó càng có nhiều người tập trung thì càng có thể nghe được nhiều chuyện không phải sao ạ à? học hy hớn hở nói không biết chừng còn có thể nghe thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ lưu gia tràng đấy ạ à? đủ rồi đến đây thôi lưu lão ngắt lời không phải ngươi chỉ đang kiếm cớ để ra ngoài chơi thôi hay sao lưu lão nói quá đúng khiến ngọc hy giật mình á khẩu ngọc hy lúng túng đáp không không phải tiền bối à không phải vậy mà lưu lão quay lưng đi và nói nếu còn muốn sống thêm dù chỉ một ngày thì có lẽ nên ẩn mình lặng lẽ như chuột chết thì tốt hơn, nếu để phái võ đang thấy ngươi thì phải tính sao. Với lại ta đây còn đang bị truy nã nữa là, một lão già mang theo một đứa bé đi lại khắp nơi trên giang hồ chẳng phải rất dễ bị chú ý hay sao. Tiểu bối cũng biết là thế, Ngọc Hy đáp lời, cơ mà có lý do nên mới đến nhờ ông đấy hạ. Lưu lão ngạc nhiên, lão quay đầu lại nhìn, thấy lúc này Ngọc Hy đang bế Tuyết Nhi trên tay, Tuyết Nhi thì diễn sâu thấy bà cố, đưa tay mút mút nằm ngoan ngoãn, nhìn hai người y hệt hai mẹ con. Thế nào ạ, à? không giống mẫu thân và nữ nhi sao?" Ngọc Hy nói thêm, "Tuyết Nhi và cháu, cùng với ông nữa là trông giống một gia đình bình thường rồi. Dù là trong tình huống xấu nhất thì ở buổi nghi thức rửa tay gác kiếm cũng không chính thức cho phép đấu đá cá nhân đâu, khoảnh khắc một cá nhân rút kiếm ra ở Bạch Dương huyện tức thì sẽ trở thành kẻ thù chung của Võ Lâm, nên là không sao đâu ạ." À? Ngọc Hy giải thích thêm. "Chúng ta chỉ đứng từ xa quan sát buổi nghi thức thoái lui thôi, ông nhé." Ngọc Hy năn nỉ. Lưu lão không nói gì, chỉ bình tĩnh suy nghĩ phân tích, cũng không phải là không có lý với lại đối với mình đây cũng là cơ hội đích thân gặp những kẻ đứng sau sự kiện đó cùng đi nhé cha ơi con sẽ chăm sóc cho cha trên đường đi mà nhé ngọc hy ôm lấy cánh tay lưu lão diễn sâu năn nỉ thêm lưu lão hốt hoảng kêu lên thật là từ khi nào mà ngươi đã trở thành con gái ta vậy hả cùng đi đến đó nha cha ơi ngọc hy nói lớn lưu lão thì chỉ biết thở dài màn đêm buông xuống tại một nơi gọi là bạch dương huyện hàng người đông đúc qua lại tấp nập võ lâm chính đạo có tà đạo có người dân có trẻ nhỏ cũng có luôn ai ai cũng hồi hộp mong chờ trong hàng người đông đúc có tiếng bàn tán nghe nói là sẽ được gặp trực tiếp kiếm hậu người mà chỉ từng được nghe qua lời đồn thôi ấy đúng là đáng mong chờ cơ mà liệu sẽ ổn chứ một tên đạo sĩ đầu vuốt keo nói chắc là không ổn nên chúng ta chỉ đến xem thôi mà tên đầu chọc nhìn như gờ rắc nói cảnh tượng đánh nhau kha kha tên còn lại tiếp lời cơ mà kiếm hậu ấy nghe nói không chỉ có võ công mà nhan sắc cũng là thiên hạ đệ nhất luôn ấy thế à vậy để người đại ca này tán thử xem nhé tên gờ cười nói mặt sâm dê nham hiểm xịt cẩn thận kẻo cái miệng hại cái thân đấy tên vuốt keo vội nhắc hử vuốt keo bỗng nhận ra có người đằng sau hắn có lẽ sẽ mất kha khá thời gian một ông lão đi lướt qua sau lưng vuốt keo vừa đi vừa nói vuốt keo trong lòng suy nghĩ không nói gì thêm hệt như là không khí lễ hội cả gia đình kéo đến xem luôn nữa chứ ba tên đó xì xào nói trước mặt họ là lưu lão trong vai người cha già đeo cái kính nhìn như thầy bói tay cầm cây thương quần áo chỉnh chu chỉnh tề Ngọc Hy thì trong vai người con gái, ăn mặc thanh tú, quần xẻ đùi xẻ mông đồ, trên tay Ngọc Hy bế theo Lưu Tuyết trong vai đứa trẻ ngoan, Lưu Tuyết nằm in chố mắt nhìn ngó xung quanh. "Phụ thân, người có muốn ăn gì không?" Ngọc Hy mỉm cười hỏi. "Ta thì một tô mì là đủ rồi." Lưu lão trả lời. "Ai, người ăn món khác ngon hơn cũng được mà." Phong hồ công, à không phải, trại chủ đã chuẩn bị nhiều lắm ạ. À. "Hô hô, hai ngươi đã thân thiết đến thế rồi à?" Lưu lão trầm trọc. "Cho đến giờ ta vẫn chưa biết ngươi đã sống thế nào ở phái võ đang nữa." Lưu lão nghi hoặc nói phái võ đang đó là nơi nào vậy kìa ngọc hy giả bộ phụng lai lầu cũng khá tấp nập đấy nhỉ mọi người ai cũng đến để gặp kiếm hậu thì phải vừa bước vào cửa lưu lão đã thầm thốt lên ba người đi thẳng vào trong tìm cho mình lấy một bàn xung quanh vẫn vang lên tiếng xì xào nếu say quá sẽ dễ dính vào chuyện thị phi nên cần phải chú ý đấy cũng nhờ lệnh cấm tranh chấp nên sẽ không có nguy hiểm gì đâu luôn luôn phải chuẩn bị trước cho những tình huống không biết trước được hừng lưu lão đảo mắt quan sát phải chọn một vị trí có thể quan sát được toàn bộ khách điếm lưu lão nghĩ rồi chọn được một vị trí thích hợp ba người ngồi xuống bàn mì thịt màn thầu nhân thịt bia sài gòn quý khách gọi đã có rồi đây tiểu nhị mang đồ ăn lên nói thịt thịt tuyết nhi hô vang ôi chắc ngon lắm đây thì ra là tuyết nhi thích ăn mấy món thịt à ngọc hy nói chố mắt nhìn tuyết nhi cạp màn thầu như máy ủi ủi đất lưu lão thì không nói gì chắc anh em đã biết nguyên nhân ha ha biết gì không có tin đồn rằng chủ nhân thật sự của khách điếm khiếu hảo này là kiếm hậu đấy một âm thanh bàn tán được lưu lão nghe thấy chẳng buồn cười chút nào kiếm hậu thiếu gì chứ nghe nói tiền bỏ ra để mở rộng khách điếm cũng là tiền vốn của kiếm hậu đấy đừng nói nhảm nữa mau ăn đi một người khác khuyên ngăn lưu lão nhấp ngụm trà trong lòng nghĩ từ nãy đến giờ toàn bộ chỉ là câu chuyện về kiếm hậu chắc phải từ bỏ nghe được thông tin khác thôi lão nghĩ xung quanh khách điếm tiếng nói cười rôm rả tiểu nhị cho thêm một bình rượu Đồ nhắm ta gọi khi nãy bao giờ mới có hả? Sao lẩu thái này không cay gì cả nhỉ? Vân vân và mây mây. Từ phía ngoài khách điếm, một bóng người con gái xuất hiện, thân hình bốc lửa, nàng mặc y phục màu đỏ rực, trên thắt lưng cũng có một thanh kiếm. Nàng ta chậm rãi bước vào khách điếm, chân còn đi giày cao gót đồ. Mọi người xung quanh thì vẫn xì xào, à phải rồi, nghe chuyện đó chưa, cái thân xác này không lâu trước đây đã đánh nhau năm trọi một với bọn cường đạo đấy vừa rút dao ra một cách khí thế thôi là bọn chúng liền cứng đờ người lại rồi một tên trông xấu vãi nổi đang ngồi bốc phét cho tên đầu chọc trông rất giống sai ta ma nghe ơ ờ, gì vậy tên xấu như cá xấu hét lên giận dữ vì sai ta ma không tập trung nghe mình bốc phét này người có nghe ta nói không đó xấu trai hét lên đó đó là sai ta ma sững sờ đánh rơi đôi đũa trên tay là kiếm hậu cả khách điếm lúc này đã nhận ra sự có mặt của kiếm hậu rồi không khí ngột ngạt đến đáng sợ thoáng chốc đã bao trùm trước mặt mọi người một nữ nhân tóc dài buông xõa y phục đỏ đi tới lưu lão chăm chú nhìn theo trời đậu xanh sinh vãi ỏ kiếm hậu là người xinh đẹp như vậy sao khuôn mặt hết nước chấm body thì bốc lửa người đó là lưu lão và ngọc hy chố mắt nhìn kiếm hậu tiêu sở dáng vẻ hoàn toàn khác với tưởng tượng không thể tin được đây là cao thủ kiếm thuật lưu lão nghĩ món mì thịt mà ngài gọi đây ạ tiểu nhị lễ phép đặt đồ ăn xuống bàn đa tạ kiếm hậu nói nàng liếc nhìn bát mì nóng hổi bốc khói trên bàn nâng bát mì lên, nàng hút cái dục. Khà, nàng sảng khoái thốt lên. Chính là hương vị này, thế nên mình mới không thể ngừng đến đây được, kiếm hậu mặt sẵn ra, mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt, trầm ngâm hưởng thụ, nhìn đúng dễ thương cu te phô mai que luôn ý. Đám người xung quanh thì hết sức bất ngờ, cạn lời luôn. Ai, đó mà là kiếm hậu hả? Ta hoàn toàn chẳng cảm nhận được cái cảm giác uy áp gì hết, chẳng phải chỉ là một con nhóc bình thường thôi sao? Cả khách điếm xôn xao quả nhiên tin đồn chỉ toàn là phóng đại chậm nếu đánh một trận chắc ngươi sẽ thắng đấy một tên đầu chọc bóng loáng mô kích tên đối diện ô hô nói gì vậy ta không đấu kiếm với nữ nhân tên được mô kích thì lên cơn dê gái nói mấy chén rượu thì may ra khà khà hắn nói thêm lưu lão liếc nhìn nghĩ bọc ngu ngốc rốt cuộc là chúng đang nói nhảm gì vậy người kia rõ ràng hả đi đâu rồi lưu lão bất ngờ Sao nào cao thủ võ lâm chỉ được phép cộc cằn và nghiêm nghị thôi sao một tiếng nói cất lên bên cạnh tên dê giả biến thái lúc này kiếm hậu đã đứng đó ngay sát cạnh hai tên ngu xuẩn kia hai tên chỉ trố mắt nhìn sao có thể mình hoàn toàn không cảm nhận được sự di chuyển nào dù đã tung hoành giang hồ vài chục năm thì cũng chưa từng thấy chuyện này lưu lão sửng sốt đối với các ngươi sự cường đại chỉ có thế thôi sao kiếm hậu mỉm cười duyên dáng gì nếu thế thì ngươi định làm gì tên biến thái tay lăm lăm thanh kiếm đe dọa hắn hét lớn nhìn ngươi như là cầm dao làm bếp vậy vậy thử tìm hiểu xem ta là ai nào kiếm hậu mỉm cười thách thức con ả ngạo mạn tên biến thái tức giận rậm chân xuống đất ta sẽ chém cái cổ nhỏ xíu đó thành hai mảnh tên biến thái nhảy lên bàn rút kiếm lao tới xoẹt một ánh sáng sắc lẹm vụt qua trong thoáng chốc chỉ với một đường kiếm hình ảnh đầu tên ngu si thích cà khịa đã bay lên không trung sau khi vung kiếm kiếm hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn thì ra đó chỉ là kiếm ý của kiếm hậu đã khiến tên trước mặt sợ hãi không dám rút kiếm nhất kích tất sát tên ngu si biến thái há hốc mồm một chút xíu xém chút nữa thôi hắn đứng đó run lẩy bẩy nhìn vào kiếm hậu lúc này đang chừng chừng mắt với hắn Hắn nghĩ một cao thủ như mình mà xem chút nữa bị giết bởi à sao? Lưu Lão đứng ngoài chố mắt nhìn, lão biết nếu tốc độ rút kiếm nhanh hơn một chút, tên đó thực sự đã bay đầu rồi. Lão nghĩ thêm may mắn thay tên khốn đó dường như cũng đủ biết sợ rồi, hắn mà rút kiếm ra thì đã thực sự mất mạng rồi. Ngươi làm gì thế? Kiếm Hậu lên tiếng thách thức, nếu ngươi muốn rút kiếm thì cứ thử xem. Không, không ạ. À, tên biến thái hạ giọng, hắn run lẩy bẩy, ấn đầu thằng đầu chọc đi cùng mình xuống, cả hai cúi đầu xin lỗi. Dạ, hình như là có sự hiểu lầm ạ. À kiếm hậu đứng đối diện thoáng chốc không lên tiếng sát khí từ người nàng vẫn đằng đằng toát ra ngươi nói là hiểu lầm sao kiếm hậu lớn giọng tên biến thái càng run sợ hơn hắn toàn thân toát mồ hôi chân đứng không vững quần cũng đã ướt từ lúc nào không hay hắn thốt lên hích ta chết chắc rồi bỗng nhiên kiếm hậu mỉm cười duyên dáng nàng nhíu mắt dịu dàng chiều mến ta chỉ hỏi ngươi thôi mà xem ra các vị cũng hiểu lầm ta thì phải nàng xoay người rời đi ném lại một câu nói chúc các vị ngon miệng hai tên đứng đó sững sờ sống sống rồi lưu lão vẫn im lặng quan sát lão nhíu mày nghĩ hừng kiếm hậu tiêu sở hừng ta thậm chí không thể hình dung được người này mạnh tới mức nào chỉ có ngọc hy là cảm kích trố mắt nhìn vì kiếm hậu quá ngầu như trái bầu tuyết nhi thì vẫn tập trung gặm miếng giò heo chuyển cảnh ba ông cháu lúc này đã dùng bữa xong cả ba lại hòa vào dòng người tấp nập hứng khởi xung quanh tiếng xì si xào bàn tán ngươi đã được tận mắt nhìn thấy kiếm hậu ư dù hư cấu nhưng thật sự rất mộ dung phục nhỉ chúc mừng ngươi vì mong ước được tới đây chơi đã đạt được lưu lão nhìn ngọc hy nói nhưng đến lúc phải quay trở về núi rồi sao vậy ạ à? nghi thức rửa tay gác kiếm sẽ bắt đầu sớm thôi ngọc hy giàu dĩnh nói lưu lão nhìn ngọc hy lão nhớn mày nhưng đó không phải là địa điểm mà chúng ta có thể thu thập thông tin đúng chứ bỗng có tiếng người mừng rỡ hết là minh chủ võ lâm đâu ở đâu đám người hiếu kỳ hò hét nhìn ngang ngó dọc ồ đúng là minh chủ võ lâm rồi phía sau chẳng phải là lưu vương Trấn của côn luân phái sao còn có đao tô nữa từ phía xa hiện lên bảy người kỳ quái gồm năm nam một nữ và một người thần bí người kia là minh chủ võ lâm đám người nhìn vào người phụ nữ bị chột một mắt nói thảo nào từ xa đã cảm thấy khí tức không bình thường rồi đứng giữa đám người lưu lão nhíu mày trong số bọn chúng có thể là có kẻ đã gán tội cho ta đã tề tụ đông đủ thế này rồi nếu cứ thế mà bỏ đi thì cũng không được nhưng thay vào đó chỉ được đi theo đám đông và đứng nhìn từ xa thôi lưu lão dặn dò ngọc hy ngọc hy mừng rỡ hớn hở đáp vâng thưa phụ thân cơ mà võ lâm minh chủ đó ta lại không biết đấy đổi từ khi nào thế tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngớt chắc tầm một năm trước giang hồ đã rất xôn xao vì minh chủ trẻ tuổi nhất xuất thân từ phái nga mi không tuyệt sao ạ à, ở độ tuổi đó đã là đệ nhất cao thủ của cửu phái nhất bang rồi nếu là cỡ một năm trước thời gian vừa khớp với bi kịch của gia môn ta lưu lão tay chống cây thương trong lòng suy nghĩ cơ mà con mắt đó của minh chủ người ta nói là vết thương do kiếm hậu gây ra đấy ạ, Ừ thì đó chỉ là tin đồn thôi ngọc hy nói nhỏ vào tai lưu lão A, à, gì vậy, cho chúng tôi qua, này, đừng xô đẩy, đám người hiếu kỳ xôn xao nói. Ra là người của Võ Lâm Minh đang cản đường, Lưu lão nhìn đám người của Võ Lâm Minh dàn thành hàng ngang, chĩa kiếm chắn đường không cho người khác đi qua. Tất cả hãy trở về đi, không được bước vào buổi lễ nghi thức rửa tay gác kiếm, một tên người trong Võ Lâm Minh hét lớn. Bọn ta đã đợi suốt 10 ngày mà giờ bảo quay về á, một tên nhân sĩ trong giang hồ lớn giọng hỏi, ngươi đang nói cái quái gì vậy hả, một tên khác lên tiếng. Tại sao mấy kẻ áo đen kia được vào, đám người lại xôn xao, tránh ra, mấy tên này. Đó không phải là đội tinh nhuệ sao, lưu lão nhớn mắt nhìn, đúng là có lợi thế chiều cao thích thật, khỏi bon chen. Các ngươi là cái gì mà cản bọn ta xem nghi thức thoái lui của kiếm hậu chứ, bọn ta cũng sẽ vào trong, đám người hiếu kỳ xôn xao nói. Cái bọn võ lâm minh ngạo mạn, các ngươi nhắm có thể xử lý được nhiều nhân sĩ giang hồ như này không? Phất lờ sự hỗn loạn của đám nhân sĩ giang hồ, một người trong võ lâm minh lúc này dương cao thanh kiếm, ầm hắn vung kiếm chém ngang một đường kiếm khí xuống dưới đất hích gì thế mấy tên nhân sĩ nhốn nháo kiếm kiếm khí gì vậy từ bây giờ vạch kẻ này chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết tên người của võ lâm minh hử giọng nói ai không muốn sống nữa thì cứ thử bước qua hắn dương kiếm lạnh mặt đe dọa tử tử long kiếm vương duật đám nhân sĩ hốt hoảng thốt lên tên đó là ai lưu trấn sơn hỏi một trong tạm đại kiếm khách của tứ xuyên ngọc hy nói là một kẻ tàn độc chưa từng tha chết cho kẻ nào ra đấu kiếm với hắn quả nhiên không ai định bước qua hết lưu lão nhìn đám nhân sĩ giang hồ đứng ngay trước vạch kẻ mà cảm thán thốt lên các vị huynh đệ tạm cho qua một tiếng nói cất lên từ trên đầu đám nhân sĩ hiếu kỳ gì gì thế truyền âm hả đám người tò mò ngước lên nhìn ngươi cũng nghe thấy hả cứ tưởng có ai đó thì thầm vào tai lưu lão cũng ngước lên nhìn là quảng vực truyền âm không ngờ có thể làm được chiêu thức này chú thích quảng vực truyền âm là chiêu thức truyền âm đồng thời đến nhiều người ở một khu vực riêng biệt một tên mặt xấu như ánh coca phát hiện có người xuất hiện phía sau. Hắn giật mình hoảng hốt. Đó, đó là, phía sau hắn là một nhân nữ áo đó, tay cầm chén trà nóng hổi. Là, là kiếm hậu, kiếm hậu xuất hiện rồi, cả đám hốt hoảng quay người lại nhìn. Bỗng bát trà trong tay kiếm hậu rung lên. Nàng lao tới như một viên đạn, xuyên qua đám người. Cả đám né giạt sang hai bên. Xoẹt, nàng xuất hiện ngay trước mặt của tử long kiếm vương. Ách, nàng nhẹ nhàng bước qua vạch kẻ làm sao đây ta đã bước qua rồi kiếm hậu nhấp ngụm trà nhẹ giọng cà khịa chuyện chuyện này tử long kiếm run người lắp bắp nói kiếm hậu khẽ mỉm cười thế ta đi đây nàng bay thẳng vào phía trong chính điện bỏ lại một mình tử long kiếm đứng đó quê vãi lúa tử long kiếm bị đờ người ra rồi giờ chính là cơ hội nhìn tử long kiếm run lẩy bẩy đứng toát mồ hôi đám người nhân sĩ giang hồ nói chúng ta cũng vào thôi vào thôi nào cả đám cùng xông lên ta đã nói kẻ nào bước qua thì ta sẽ chém kẻ đó mà tử long kiếm dương kiếm đe dọa hừ chết tiệt đám nhân sĩ bị cản lại miệng lẩm bẩm chửi thề cây cú cương nhu nhu cương bộ dạng thật xấu xí dù sao cũng không thể vào nên chúng ta trở về thôi lưu lão quay lại nói với ngọc hy vâng phụ thân ngọc hy đáp tuyết nhi ngủ ngon chẳng biết trời trăng mây gió gì nhỉ ngọc hy cười nói sau khi ăn là ngủ say thế đấy bỗng có luồng âm thanh và ý khí toát ra từ phía chính điện khiến cả đám dùng mình coi bộ đã bắt đầu nghi thức rồi ngọc hy nói lúc này mọi người chỉ biết đứng ngoài phỏng đoán sóng xung kích không liên tục nên xem ra không phải là cuộc quyết đấu tay đôi công bằng những nguyên lão của chính phái đã từ bỏ cả thể diện tối thiểu luôn rồi lưu lão nhớn mày nghĩ bỗng từ phía ngôi đền chính điện một ánh sáng chói mắt toát lên phụt một bóng người bay nhanh như chớp ra khỏi chính điện xoẹt là kiếm hậu lúc này nàng đáp ngay trước sự ngỡ ngàng của đám tùy tùng trong võ lâm minh là kiếm một tên người võ lâm minh sửng sốt méo mặt hét là kiếm hậu nàng ta lại khinh công phóng đi lực đẩy từ cú nhảy còn khiến mấy tên của võ lâm minh ngã ngửa kiếm hậu bay qua đám người nhân sĩ trong võ lâm lưu lão ngạc nhiên trố mắt nhìn lúc này kiếm hậu đã để ý thấy lưu tuyết cháu gái của lưu lão lưu tuyết khẽ mở mắt tỉnh ngủ như nhận ra sự đặc biệt của lưu tuyết kiếm hậu nháy mắt với bé tuyết nhi như một lời hẹn sau này sẽ còn gặp lại nàng lao vút đi biến mất vào màn đêm đen tối ngầu thật ngọc hy trố mắt ngưỡng mộ lưu lão thầm nghĩ vừa nãy rõ ràng là đã nháy mắt với tuyết nhi từ phía chính điện lúc này những ánh sáng khác xuất hiện tuyệt đối không được để cô ta thoát một giọng truyền âm từ bên trong chính điện phát ra gì vậy là các nhân vật kỳ cựu võ lâm cấp thập đại cao thủ lúc này họ đang nghiêm nghị bay tới nhìn các cao thủ võ lâm minh bay vút qua đầu để đuổi theo kiếm hậu đám nhân sĩ giang hồ thốt lên toàn bộ bọn họ đều hiệp lực tấn công kiếm hậu sao không thể nào các nguyên lão chính phái mà lại hành động hèn nhát thế ư đây không phải lúc phê bình đâu mau đuổi theo xem nào một tên thốt lên đuổi theo cả đám đồng thanh lưu lão lúc này giữ người cứng chân nhìn thứ đang xảy ra trước mắt Hơ, Lưu Trấn Sơn chố mắt nhìn. Sống tới tuổi này rồi mình lần đầu mới thấy chuyện này, cảnh tượng mà hơn một ngàn nhân sĩ giang hồ thi triển khinh công trên bầu trời đêm. Phụ thân, người làm gì thế, thấy lưu lão cứng đờ người, Ngọc Hy vội kéo tay lưu lão. Ngọc Hy kéo tay lưu lão chạy tới, hét lên. Đây không phải là lúc đứng ngây ngốc đâu, trận quyết chiến giữa kiếm hậu và võ lâm minh chủ đã được mở ra rồi. Dừng lại, lưu lão đặt tay lên vai, giữ Ngọc Hy lại. Ta đã quá tuổi để đuổi theo và hóng hớt kẻ khác đánh nhau rồi, lưu lão nói dù vậy ngọc hy nói khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối sao chúng ta có thể đuổi kịp những tên nhanh như tia chớp đó được hơn nữa ngươi lại đang ôm đứa trẻ lưu lão lên tiếng giải thích những tên đó đang chạy tán loạn cả lên trên bầu trời lúc này đám nhân sĩ giang hồ đang nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm nơi quyết đấu của đám người võ lâm minh và kiếm hậu gì vậy hướng nào thế chả biết đi hướng này thử xem cả đám xì xào tìm kiếm hay không còn cách nào khác ngọc hy thở ra một hơi dài đầy tiếc nuối trong giang hồ mà tọc mạch quá nhiều sẽ giảm tuổi thọ đấy, lưu lão lên tiếng khuyên. Ngươi vẫn còn trẻ nên lúc nào cũng có cơ hội mà. Vâng ạ à, thưa cụ, Ngọc Hy đáp. Chuyển cảnh, tới núi rừng trùng điệp. Lúc này đã là đêm khuya, ba người miệt mài khinh công bay về. Nếu ngươi không muốn ngủ dưới núi thì mau nhanh hơn nữa đi. Đệ tử giỏi nhất trong số các đệ tử đời hai mà khinh công lại chỉ có vậy thôi sao, lưu lão lên tiếng mô kích. Gì? Là do ba nhanh quá đấy, Ngọc Hy đáp ban nãy dường như kiếm hậu đã bị nội thương mặt của cô ấy trông khá nhật nhạt lưu lão nói lớn thật sao ạ à? ông không nhìn lầm chứ ngọc hy khuôn mặt ngạc nhiên thốt lên để xem cô ấy trông có vẻ khá ung dung hy vọng cô ấy không sao ngọc hy trầm ngâm nói nhưng chẳng phải ngươi nên ủng hộ võ lâm minh sao người xuất thân từ phái võ đang mà lưu lão thì thảo cà khịa vào sát tay ngọc hy à thì ngọc hy lúng túng đáp đột nhiên lưu lão giơ cánh tay ngăn lại lão nói chờ đã cả ba người dừng lại mau dấu khí tức đi quanh đây có thứ gì đó lưu lão nói nhỏ từ phía lùm cây ánh mắt lưu trấn sơn nhìn xuyên qua xuất hiện trước mắt ba người là cảnh tượng hết sức kinh khủng cả đám người trong võ lâm minh đều bị đánh cho tơi tả xác nằm la liệt nguyên một mảnh rừng bị thiêu rụi, khói đen vẫn còn bốc lên thật là ta đã đi đường núi để tránh bọn người trong võ lâm rồi mà lưu lão đi xuyên qua đám xác người thốt lên thật khủng khiếp chắc hẳn đã có một trận quyết chiến lớn ngọc hy run rẩy nói khự bỗng có một bóng người phát ra tiếng động phía sau lưng ba người Ơ, ờ, tên đó là độc cô thành các cao thủ trong võ lâm minh đang chết đi lúc này độc cô thành cũng trong tình trạng trọng thương toàn thân đầy máu e là khó sống nổi hắn một tay ôm ngực một tay chống kiếm xuống đất mặt nhăn nhó đau đớn rốt cuộc nơi này đã diễn ra trận chiến gì vậy ư ừ, kimuchi một ông già dâu bạc riêng gì hà đó là kim cường chân trưởng lão của phái võ đang mà ngọc hy nhận ra ông già đó thầm tức giận thốt lên chết tiệt chắc hắn không nhận ra ta đâu nhỉ Chú thích: Khi còn là đệ tử võ đang, Ngọc Hi luôn bị đồng môn bắt nạt, đặc biệt là tên giả Kim Cường Chân luôn tìm cách giở trò biến thái với Ngọc Hi. Ngươi, chẳng phải ngươi là Huyền Nghi đó sao? Tên giả biến thái đó riêng gì? Lại, lại đây xem nào. Ông già nói thêm. Ngọc Hi thì quay mặt đi, đáp lại một cái hử rất to. Sao? Sao ta lại không nhận ra ngươi được? Ta đặc biệt yêu thương ngươi kia mà. Chắc ngươi đã nhận lầm. Lưu Lão lên tiếng phân bùa. Còn không nhanh qua đây, tên giả nói thêm, nghe lời gọi ngọc hy không kiềm chế được vội vàng phóng đến như quán tính ngài ngài cho gọi ta ngọc hy quỳ xuống trước mặt tên dê già nói lưu lão ngạc nhiên nghĩ đứa trẻ này đã di chuyển theo phản xạ khi nhận lệnh ư tốt lắm có thấy con ả à đằng đó không tên già kim cường chân cực nhọc nhất cánh tay chỉ về một phía hắn nói ngọc hy trố mắt kinh ngạc kiếm kiếm hậu ư ở phía gốc cây đằng xa là kiếm hậu đang bất động trị thương Cô ấy đang vận công, lẽ nào đã bị nội thương nghiêm trọng rồi sao? Nhưng mà thật kinh ngạc khi cô ta có thể giấu kỹ khí tức đến vậy. Lưu lão nghĩ, ngươi hãy kết liễu ả à đi, vì ả à không thể cử động nên ngươi chỉ cần đâm một nhát là xong." Tên già dê nhấc thanh kiếm, đưa cho Ngọc Hy và nói, "Ta, à, ta sao ạ?" À? Ngọc Hy lắp bắp. "Đúng vậy, nếu ngươi giết ả, à, ta không chỉ sẽ không hỏi về những gì ngươi đã làm trong thời gian qua, mà còn biến ngươi trở thành anh hùng của võ lâm minh nữa." Tên già nhíu mày nói. "Thật, thật vậy sao?" Ngọc Hy trố mắt hỏi lại thành anh hùng thì có thể quay về núi võ đang ngọc hy tâm tính đúng vậy chỉ khi đó thì đại sư huynh không sau này trở thành trưởng môn đối với ngươi cũng không là gì cả tên già nham hiểm rủ rỗ ngọc hy nhận thanh kiếm từ tên già dê khẽ thốt lên một câu trưởng lão quả nhiên đặc biệt yêu thương ta ngọc hy dứt khoát rút kiếm xoẹt một đường kiếm ngọt như mía lùi vọt lên chém xuống người tên già còn dê tưởng ta vẫn nhẹ dạ cả tin sao ngọc hy lạnh lùng nói trong lòng vẫn đang nghĩ tới những ngày tháng bị đối xử như đồ chơi trong võ đang con con ả à điên tên già mà sống dai lên tiếng chửi rủa không thể nào ngọc hy kinh hãi hắn vẫn có thể tránh yếu điểm trong tình trạng đó sao ngươi ngươi dám tên già dê điên tiết chống tay đứng dậy hơ ngọc hy kinh hãi cứ người View, một ánh sáng tím mộng mơ lướt qua vai ngọc hy ầm đó là cây thương của lưu lão lúc này đã xuyên ngược tên già dê cắm thẳng vào tảng đá phía sau a a a lưu lão lạnh lùng rút mũi thương tên già dê hét lên đau đớn khự vết thương hở phun ra máu tươi những kẻ điên này các ngươi nghĩ có thể sẽ bình yên vô sự sau khi gây ra những chuyện này sao tên trưởng lão võ đang lên tiếng đe dọa minh chủ sẽ sớm đến đây thôi hắn chăn chối Thương minh đệ tử đời một của phái võ đang ngươi biết ta không lưu lão cởi bỏ lớp hóa trang lên tiếng hỏi hắn ngươi ngươi là thiểm tây đệ nhất thương tên trưởng lão diên gì hơn 40 năm trước chúng ta đã cùng võ lâm minh hợp sức tiêu diệt ma giáo cơ mà rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này tên võ đang không cam tâm mà hỏi lưu trấn sơn Ngươi hỏi phải là ta mới đúng lưu lão cất giọng lạnh lùng ngươi có biết vì sao các con của ta lại bị võ lâm minh sát hại thê thảm không lưu lão chất vấn vào mặt tên võ đang ta ta không biết lý do là tên trưởng lão võ đang đảo mắt tìm cách bảo chữa ngươi không biết lý do vậy thì ra ngươi đã thừa nhận là làm điều đó rồi nhỉ lưu trấn sơn hỏa nộ phát tiết không không phải chuyện đó tên võ đang giơ cánh tay ra che chắn tìm cách giải thích cha võ lâm minh chủ sẽ đến ngay thôi ngọc hy lên tiếng cảnh giác đi mạnh giỏi ta sẽ nghe ngươi biện minh ở địa ngục lưu lão lạnh lùng chĩa thương vào tên võ đang mà nói ngươi ngươi một lão đầu đã thoái ẩn như ngươi lại dám thách thức một cao thủ tuyệt thế như ta nói chưa hết câu tên trưởng lão võ đang ăn ngay một chọc vậy rồi sao ngươi định làm gì lưu lão nhấn mày thách thức tên võ đang phun máu dù là trước đây hay hiện tại thì cũng đều hãm tài như vậy nào đi nhanh thôi lão quay đầu nói bỏ lại xác tên võ đang nằm đó toàn thân thủng như tổ ong Ký mậu tuyết nhi bập bẹ nói mà nói còn sai tên người ta nữa Tuyết Nhi dậy từ bao giờ thế? Lưu lão ngoái lại hỏi cháu gái. Ký mậu, ký mậu, Tuyết Nhi lại nói. Nhóc con cũng nhận ra cô ấy sao? Hầy, biết sao được, Lưu lão thở dài. Tuy chưa gặp mặt nhiều nhưng dù sao có lẽ cũng là định mệnh nên ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn. Nếu ngươi không muốn thì hãy gật đầu một cái. Lưu lão cúi xuống nhìn kiếm hậu và nói. Cô ấy đang vận công mà, chúng ta có thể động vào cô ấy sao? Ngọc Hy thắc mắc. Lưu lão phân tích, đối với những kẻ đã đạt cảnh giới đỉnh cao thì dòng chảy huyết mạch của họ sẽ tự do và không có giới hạn nếu tập trung đặt hết tâm trí vào thì vẫn sẽ có thể khai mở vận công nếu cố làm hại kiếm hậu theo lời tên trưởng lão thì chúng ta có thể sẽ mất mạng bế kiếm hậu trên vai lưu lão phân tích mau mau rời đi thôi ta cảm thấy có ai đang đến mau về núi dương châu không lẽ cha định mang cô ấy về nhà sao ạ à? ngọc hy hỏi đó là thứ mà chúng ta đã chọn lưu lão vừa nhanh chân khinh công vừa nói chúng ta đã không thể quay đầu lại nữa rồi cha cha đã vất vả rồi ạ à? ngọc hy thở hồng hộc nói Ừ, ngươi cũng vậy, dù đa phần là ta, lưu lão nói nửa chừng, thở hồn hển, khuôn mặt tả tơi tơi tả. Ôi, để ta cõng cô ấy cho ạ, à, Ngọc Hy chợt nhận ra, lên tiếng nói. Giờ thì còn nghĩa lý gì, lưu lão chán nản nói, quả thực, về tới nhà mợ nó rồi còn đâu. Về tới nhà, kiếm hậu được đặt nằm ngay ngắn trên giường, cơ thể vẫn trong trạng thái vận công, tuyết nhi thì ngồi cạnh chố mắt quan sát nàng. Cô ấy cũng phải nghỉ hồi phục và ta cũng cần phải nghỉ ngơi, nên ngươi hãy quay về sơn trại đi, lưu lão nói với Ngọc Hy nếu nếu có gì ta có thể giúp thì ngọc hy đứng ngoài cửa lắp bắp nói ngươi ở đây chỉ thêm gánh nặng cho ta thôi nên cứ về đi lưu lão dứt khoát nói ta hiểu rồi vậy ta sẽ về và mang theo lương thực và dược liệu đến ngọc hy buồn rầu nói đa tạ ngươi lưu lão thêm lời một ngày trôi qua phù ôi cái thân già của ta già cả rồi nên giờ cái gì cũng vất vả ngồi trước cửa lưu lão tự mình bóp vai rồi than thở hít một hơi thật sâu vào lão tự nói với bản thân măm măm tuyết nhi đến sau lưng ông lên tiếng măm măm tuyết tuyết nhi con đói rồi sao măm 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 ôi trời bởi ta nói thả làm dụng đi cày còn hơn trông con mà lưu lão than thở măm 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 binh tri linh ta biết rồi ta sẽ mang thịt đến cho con ngay lưu lão từ tốn đứng dậy giọng uể oải dê dê binh chi linh tuyết nhi nói bỗng lão khựng lại khuôn mặt nhăn nhó hối khối u lại nữa não não công hoàn lưu lão lục lọi trong túi áo trong ngực không có lẽ nào tối qua ta đã làm rơi nó khi đang thi triển khinh công sao a a a lưu lão quần quại nằm trên mặt đất la hét tuyết nhi sợ hãi chạy lại phía ông ông nội oi ông nội hu hu không không được cứ như vậy a a a ta cứ như vậy mà chết sao cơn đau ập đến lúc này khiến lưu lão choáng váng toàn thân run rẩy co quắp tuyết nhi xin lỗi tuyết nhi hình ảnh tuyết nhi đang sợ hãi khóc mờ dần trong mắt lão oáp từ phía trong nhà kiếm hậu sảng khoái vươn vai ngáp một cái mà sái cả quay hàm lâu rồi mới được ngủ ngon đến vậy kiếm hậu nói vẫn chưa nhận ra hai ông cháu đang bỏ dưới đất tuyết nhi ngước nhìn nàng đôi mắt long lanh hửm kiếm hậu ngạc nhiên bé con đáng yêu chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ tên tỷ là tiêu sở còn muội kiếm hậu cúi xuống nhẹ nhàng nói với lưu tuyết lưu tuyết hồn nhiên trả lời tuyết nhi rất vui được biết muội tuyết nhi kiếm hậu ân cần nhìn nói với tuyết nhi lúc này đang rưng rưng nước mắt cơ mà muội trông giống hệ ta nhỉ kiếm hậu ngưng trọng nói Tiên âm chi thể, một thể chất tài năng toàn diện ở tất cả lĩnh vực bao gồm võ nghệ. Tuy sở hữu bẩm sinh năm giác quan của thần tiên, nhưng trường hợp dùng sai, từ ngày sửa ngày xưa cũng có nguy cơ bị sa đọa như đại ma đầu ngân hỏa bá bá từng gây khiếp sợ võ lâm. Và Ngọc Hoa thần nữ Liên Tuyết Hoa từng là giáo chủ ma giáo, không thể loại trừ khả năng trở thành mầm mống tai ương. Tuyết Nhi, giống hệt sao? Kiếm Hậu suy tư nghĩ. Ừ, đúng là thế, nàng tròn mắt nhận định. Nhưng mà, Tuyết Nhi sẽ lớn lên thật hiền lành và đáng yêu như bây giờ, đúng chứ? Khác với những người đáng sợ kia nhóc con nhỉ? Khẽ xoa đầu Lưu Tuyết, Kiếm Hậu nhíu mặt dịu dàng chiều mến. Ú, a, à, hú la hố, Kimochi, tiếng Lưu lão la hết truyền đến tai Kiếm Hậu, lúc này, Lưu lão vẫn lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu đau đớn. Lưu Tuyết sợ hãi nhìn ông, "Ông ơi." Á, à, á, à, Lưu lão nhăn mặt, cắn chặt răng, cơn đau thấu trời dày vào lão. Bỗng, một luồng nội lực cực kỳ nồng đậm truyền vào người lão, cơn đau đột nhiên giảm hắn, lão lấy lại dần ý thức ờ là kiếm hậu lưu lão lúc này cơn đau giảm hẳn mới nhìn thấy là kiếm hậu đang truyền nội công trị bệnh cho lão từng lớp nội lực nồng ấm không ngừng tỏa ra xung quanh lão ra ra ông thường uống gì thế khắp cơ thể toàn là độc tố kiếm hậu một tay đào thải độc tố ra khỏi cơ thể lưu lão nghi hoặc hỏi độc tố của não công hoàn đang dần bị loại bỏ đi không không được ta đã dùng độc tính của não công hoàn để ức chế khối u nếu loại trừ thì ta sẽ nghĩ đến đây lưu lão cố gắng bật dậy ngăn cản kiếm hậu đào thải độc tố ra khỏi cơ thể lão bắt được rồi kiếm hậu la lên tay chỉ vào khối u trên trán lão bởi vì thứ này ở trong đầu nên ông mới dùng độc đúng chứ kiếm hậu khẽ nói làm làm sao mà cô biết lưu lão vô cùng ngạc nhiên nhíu mày há miệng nói nằm yên nếu cứ động thì không biết chừng ông sẽ chết đấy kiếm hậu khuôn mặt nghiêm nghị nói phanh 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 kiếm hậu bất chợt vận công từng đợt khí lực truyền thẳng từ bàn tay vào đầu lưu trấn sơn nội nội công thâm hậu đang được truyền vào trong đầu như là con sóng lưu lão đau đớn nhắm hờ mắt cắn răng chịu đựng những tảng đá từng đè nặng lên đầu ta trong suốt hơn 10 năm qua toàn bộ đang bị phá vỡ lưu lão mơ hồ nghĩ uỳnh kiếm hậu tận lực nhấn thêm nội công xem ra danh sưng thiên hạ đệ nhất nhân không phải là hữu danh vô thực trên thế gian này lại có phương thức chữa trị như thế này sao quả lá hư cấu quá mà kiếm hậu đứng yên đó một hồi lâu bất động từng hạt mồ hôi lăn đầy trên mặt tách một hạt mồ hôi rơi xuống đất phá tan bầu không khí ngưng trọng phù xong rồi thở ra một hơi kiếm hậu nói ông thấy thế nào kiếm hậu quan tâm hỏi trên mặt đất lúc này lưu lão đang nằm đó lão lúc này đã không còn đau đớn dãy ruộng chỉ mở to mắt cảm nhận cơ thể đầu óc ta nhẹ nhõm đến mức không thể tin được hệt như được sinh ra một lần nữa thật sự là khối u đó đã được chữa trị rồi sao lưu trấn sơn ngạc nhiên hỏi ngồi phát dậy lưu lão nói ta phải báo đáp cô nương thế nào đây ông đã cứu mạng cháu mà ạ à. với lại cháu đã rất bất ngờ kiếm hậu lễ phép khẽ cười đáp nơi này có nhân duyên với cháu kiếm hậu nói Cô nương nói chủ nhân ngôi nhà này sao? Lưu lão đáp: A, à, là một người khá thân với cháu nhưng có lẽ sẽ không trở lại nữa nên ông cứ ở tự nhiên. Kiếm hậu mỉm cười. Đa, đa tạ. Bởi lẽ ta không còn nơi nào để đi. Lưu lão cười khổ. Tỷ tỷ cũng phải tặng cho Tuyết Nhi một món quà chứ nhỉ? Khẽ mỉm cười nhìn Tuyết Nhi, Kiếm hậu nói. Thịt. Tuyết Nhi mừng rỡ kêu lên: Ôi cái con bé này, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, đúng là tàu há mồm dễ thương mà Không phải đâu, là một thứ còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với thứ đó đấy. Kiếm hậu đưa hai tay ra bỗng tuyết nhi đang được nhấc bổng lên lưu lão trố mắt ngạc nhiên nhìn hai tỷ muội ôi trời nội công đã tích được kha khá rồi nè hơn nữa còn cả hoán cột đoạt thai đã trải qua chuyện gì vậy chứ kiếm hậu hết sức bất ngờ nói thú vị quá vui quá đi á à hi hi tuyết nhi vui sướng cười lên hơ lưu lão khuôn mặt khổ sở định nói gì đó lại thôi xin ông đừng lo kiếm hậu nói từ giờ cháu sẽ cho tuyết nhi thấy vũ trụ Vũ trụ ư, Tuyết Nhi lúc này như đang bị thôi miên bên trong một quả cầu xanh khổng lồ lơ lửng. Nếu có thể hiểu được vũ trụ là nền tảng của vạn vật, thì có thể nhận được giác ngộ. Cơ mà con bé mới 2 tuổi, Lưu Lão cất giọng nhắc. Ngược lại càng tốt ạ. À, kiếm Hậu liếc nhìn Lưu Lão nói. Trước khi bị thế gian này trôn vùi, thì trạng thái hiện tại chính là sự thuần khiết nguyên thủy. View, thần trí Tuyết Nhi bay vút lên trời, rồi lại nhanh chóng đáp xuống, dung nhập lại cơ thể. Tốt rồi, con bé đang hấp thụ thuận lợi một cách đáng ngạc nhiên. Kiếm Hậu nói. Tuyết Nhi lúc này đang bước vào hóa cảnh rồi. Hóa cảnh là hóa cảnh ư? Lưu lão ngạc nhiên há hốc miệng. Nếu đạt đến hóa cảnh thì nóng lạnh bất xâm, dòng chân khí được tự do và sẽ bước vào trình độ của một cường giả, chính là cảnh giới mà những tuyệt đại vĩ nhân như là thập đại cao thủ của võ lâm đạt đến. Tuyết Nhi, Lưu lão đưa tay ra đỡ lấy cháu gái, trong lòng đầy trầm ngâm. Ông đừng lo, cô bé chỉ ngủ một lát thôi là sẽ tỉnh lại, kiếm hậu trấn an. Cơ mà, thật khó tin là một đứa bé còn nhỏ tuổi thế này đã đạt đến hóa cảnh, Lưu lão chậc miệng nói. Tại sao ông lại nghĩ thế ạ? À? Phải cởi bỏ khuôn khổ của chính mình thì mới có thể đắc đạo vũ hóa đăng tiên chứ. Vì vận mệnh luôn nằm ngoài dự đoán mà, nhìn Tuyết Nhi tâm thế thoải mái mỉm cười, Kiếm Hậu xoa đầu Tuyết Nhi nói. Như lời cô nương nói thì có vẻ cháu gái ta đã nhận được một món quà lớn rồi, dù chỉ là một bữa ăn khiêm tốn, ta vẫn muốn chiêu đãi, Lưu lão cảm động nói. Ngay lập tức, Kiếm Hậu lễ phép đáp, cháu đa tạ tấm lòng của ông, nhưng có lẽ cháu phải rời đi thôi, nghi thức rửa tay gác kiếm đã kết thúc nên cháu phải đến một nơi cô nương đang ở thời kỳ đỉnh cao sao lại thoái lui giang hồ sớm thế lưu lão tò mò hỏi cháu sẽ đến tây vực vài năm trước phụ mẫu đã đến đó có vẻ như họ đang xảy ra chuyện gì đó rồi trước đó phải giải quyết mọi ân oán là đạo nghĩa giang hồ mà không biết chừng là không thể quay lại được nữa kiếm hậu mỉm cười nói quyết tâm mãnh liệt thế này lẽ nào đó là một hành trình nguy hiểm đến cả một cao thủ như cô ta cũng phải đánh đổi mạng sống sao rốt cuộc tây vực đã xảy ra chuyện gì lưu trấn sơn nhíu mày nghi hoặc Vậy, chúc cháu thượng lộ bình an." Lưu lão Đạm Mặc nói, trong lòng lão tự trấn an, dù có thế nào đi nữa, có lẽ sẽ vượt qua được thôi. "Vâng, vậy hẹn ngày tái ngộ, cả ông và Tuyết Nhi nữa." Vội vã rời đi, kiếm hậu quay lại chào tạm biệt hai ông cháu. Bùm, một tiếng nổ điếc tai vang lên, nàng bắn đi như một phiên đạn. Lưu lão trầm mặc đừng nhìn nửa ngày, trong tay vẫn bế Tuyết Nhi. Đúng là một hào hiệp hiếm thấy trong thời đại này, ôi, Tuyết Nhi nhà ta đã là cảnh giới hóa cảnh rồi sao? Thế này chắc một ngày ăn hết hai con voi quá không phải là chuyện chưa từng có trong lịch sử võ lâm nhưng cũng không thể thay đổi được việc bé con vẫn còn nhỏ lưu lão tập trung nấu ăn miệng khẽ lẩm bẩm may là không có chuyện bị đột tử vì khối u nhưng ta nhất định phải hoán cốt đoạt thai thành công và nuôi dưỡng tuyết nhi trưởng thành còn việc trả thù cho gia môn đều sẽ diễn ra theo kế hoạch nói đến đây khuôn mặt lưu trấn sơn trở nên ngương trọng tuyết nhi à ăn cơm thôi lưu lão nói tuyết nhi nhìn vào chiếc giường trống lưu lão giật mình kêu lên hả có tiếng động trên mái nhà có có kẻ tập kích sao lưu lão vội vàng với lấy cây thương là kẻ nào lão ngầu lòi xông ra phanh cái kít như được gắn phanh abs ha 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 trước mặt lưu lão là hình ảnh tuyết nhi cười đùa bay nhảy như chim trên mái nhà tuyết nhi làm sao mà cháu lên được đó hả lưu lão gọi với lên còn tuyết nhi thì không quan tâm bay lượn lộn mèo săn tô híp hốp các kiểu con đà điểu ơ ờ, ơ lưu lão hốt hoảng kêu lên phốc lão bay người như đầu ghia bắt lấy tuyết nhi suýt chút nữa con bé rơi xuống đất rồi Tuy biết là Tuyết Nhi ở hóa cảnh thì ở mức này sẽ không bị thương nhưng tấm lòng người làm ông, Lưu lão nghĩ, Tuyết Nhi, nguy hiểm lắm nên cháu đừng leo lên đó nữa, Lưu lão căn dặn. Hồng muốn, nó vui lắm, Tuyết Nhi phụng phá khoanh tay nũng nịu. Con nhóc này, Lưu lão chỉ biết thở dài ra một hơi. Ơ, tỷ tỷ đến ơi, Tuyết Nhi nói. Hà, tỷ tỷ, Lưu lão ngạc nhiên hỏi. Đằng xa 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 kia kìa, Tuyết Nhi chỉ tay. À, Ngọc Hy, hơ hơ, giờ còn cảm nhận được khí tức trước cả ta luôn sao, Lưu lão bật cười nhĩ tỷ tỷ ơi tỷ tỷ mang thịt đến sao tuyết nhi mừng rỡ hò hét vang vọng núi rừng hai đến để gặp kiếm hậu mà cô ấy đã rời đi vài ngày rồi sao ngọc hy thở dài ra rồi nói giờ còn vấn đề gì nữa nghi thức rửa tay gác kiếm đã xong nên phái võ đang cũng có thể điều tra tới nơi này lần nữa đấy mấy đứa sơn trại có đang rèn luyện chăm chỉ không hả lưu lão nói một chàng vâng đa phần đã luyện thành tiểu thanh kiếm pháp rồi ạ à, ngọc hy đáp chỉ có tuyết nhi là một nói gì chỉ chăm chú nhét nguyên cái đùi heo vào miệng Vậy thì tốt, thế giờ có thể cho ta biết một môn võ công của phái võ đang không, Lưu Lão nói. Dạ thì tới giờ cũng chẳng có gì là không thể cả, ông muốn hỏi là môn võ công nào ạ? À? Thế Vân Tung, khinh thân pháp tiêu biểu của phái võ đang, có thể di chuyển tự do linh hoạt trên hư không như thể cưỡi mây, tuy nhiên, nó tiêu hao nhiều nội công và tùy theo độ thành thạo, uy lực đó cũng khác nhau rất lớn nên cần được cho rồi lâu dài. Thế Vân Tung thì cháu cũng chỉ cỡ trình bắt trước thôi, cơ mà nó cũng tiêu hao thể lực rất nhiều nên không phải sẽ quá sức nếu ông học sao, Ngọc Hy phân tích không phải không phải ta mà hãy dạy cho tuyết nhi nhà ta lưu lão giải thích dạ con bé mới 2 tuổi thôi mà mà không để dạy nội công tâm pháp của phái võ đang cảnh giới đã không còn cần thiết nữa rồi nhìn tuyết nhi cạp hết miếng thịt đang cạp đến miếng xương ngọc hy ủ rũ nói không được đâu ạ à. hơn nữa nếu con bé bị thương thì là trách nhiệm của cháu còn gì ngọc hy bĩu mũi nói thế sao lưu lão nói rồi đứng dậy dừng lại ngay trước một gốc đại thụ ngọc hy thắc mắc ông định làm gì thế hay lưu lão vận khí nguyên khí cháy bùng lên lan tỏa bốc ra khỏi khắp cơ thể lão ầm ầm toàn bộ thân cây rung lên khí tức thoát ra thổi rung động một cánh rừng ngọc hy trố mắt ếch ngạc nhiên khủng khiếp quá bên trong thân cây hoàn toàn bị rung chuyển nhưng bên ngoài ngay cả một vết chảy nhỏ cũng không có đó là công pháp lấy nhu khắc cương của lưu gia trang Lưu gia càng khôn trưởng, Lưu Trấn Sơn nói, nếu ngươi dạy cho Tuyết Nhi thế vân tung, ta sẽ truyền thụ công pháp này cho ngươi như là đến đáp, trao đổi võ công, thế nào hả? từ ngày mai cháu dạy là được chứ gì ngọc hy hớn hở khuôn mặt dạng người tay xoa xoa đầu lưu tuyết đang cần mẫn cạp xương sau hôm đó mỗi ngày đều phải tập luyện mặc dù được nói là có tư chất giống với kiếm hậu thì một đứa trẻ 2 tuổi liệu có thể hiểu khẩu quyết võ công được sao lúc này hiện lên trong núi rừng là hình ảnh hai tỷ muội ngọc hy và tuyết nhi say sưa luyện võ ngọc hy đang truyền thê vân tung khinh công pháp cho lưu tuyết tiến triển chậm hơn đã tưởng ngọc hy dùng nội công giúp tuyết nhi cảm nhận khinh công mà bà cô tuyết nhi thì chỉ mải chơi vui sướng cười to thời gian cứ thế trôi như chó chạy ngoài đồng một tháng sau cuối cùng tuyết nhi chỉ nhìn ngọc hy thị phạm đã tự mình hiểu ra khinh thân pháp lúc này tuyết nhi tinh nghịch thích thú bay nhảy trên những ngọn cây băng qua khu rừng tuyết nhi nguy hiểm đấy ngọc hy hét lớn quả nhiên là tài năng đáng kinh ngạc hay ngọc hy bay người cứu thua ý lộn bắt lấy tuyết nhi đúng là tiếp đất vẫn còn quá vụng về mà hú la hay tuyết nhi lại tinh nghịch bay khỏi vòng tay của ngọc hy tỉ tỉ lưu lão chép miệng nói cứ thế này thì sẽ nguy hiểm lắm giỏi lắm tuyết nhi ngọc hy ngồi thở hồn hển lên tiếng khen giỏi ham bà cô tuyết nhi chống nạnh ra vẻ ừ tuyết nhi của chúng ta dù sau này đã nổi danh thì cũng đừng quên tỷ tỷ nhé biết chưa ngọc Hi xoa xoa đầu tuyết nhi ân cần nói tuyết nhi vui vẻ trả lời mơ đi cưng luyện tập thêm một chút nữa thì việc tiếp đất sẽ không còn là vấn đề nữa với một đứa bé 2 tuổi mà dạy được như thế thì ngươi đã rất giỏi rồi liếc nhìn cháu gái lưu lão nhận định hê hey hê hey, không đâu ạ à, cháu đã làm gì đâu ngọc hy khoái, khoái khoái khoát tay nhưng trong lòng thì nghĩ đã là đại sư phụ đã nuôi dạy võ lâm trí tôn rồi cơ đấy cơ mà thật ra thì thứ mà tuyết nhi đang làm có hơi khác với thê vân tung của võ đang cách di chuyển càng giống như gió vậy đấy ngọc hy trầm ngâm nói ngược lại thế càng tốt không phải nghe những lời như ăn trộm võ công phái võ đang ở đâu đó lưu lão nói cha ta đã truyền thụ lưu ra càng khôn trưởng rồi nên giao ước của chúng ta kết thúc thời gian qua ngươi đã vất vả rồi lưu lão hơi buồn nói với ngọc hy trong lòng hơi hốt hoảng ngọc hy nói to gì gì cơ cháu còn muốn dạy thêm mà nhưng lưu lão chỉ đạm mặc xua tay ta giờ không còn võ công nào để trao đổi với ngươi đâu ngoài thương thuật ra thì không còn cái nào khác có thể so bì được với võ công phái võ đang đâu không không sao hết không cần trao đổi cháu chỉ muốn dạy thêm thôi ngọc hy mếu máo lưu lão hơi ngạc nhiên miệng chữ o mắt chữ a chẳng phải việc ở sơn trại bận làm sao không có cháu rảnh lắm chưa kịp nói hết câu có tiếng người vọng đến chưa chắc có vẻ là không rảnh lắm đâu thì ra là đám người ánh coca và ronaldo chạy lại hốt hoảng gọi ngọc hy tổng quản mấy tên phi hổ chạy xông vào địa bàn của chúng ta và cướp đoạt của người dân vô tội đấy ronaldo nói cái gì khuôn mặt ngọc hy căng lại giọng nói toát lên sự giận dữ mấy cái tên điếc không sợ súng nói tiếng người cũng không hiểu sao xem ra là không cần tai nữa rồi nhỉ lăm lăm thanh kiếm trên tay khuôn mặt ngọc hy toát lên một sát ý nồng đậm không quên chào tạm biệt ngọc hy lại toát lên nét hiền dịu ông ơi thế lần sau cháu lại đến nhé chào tuyết nhi nhé đi thôi vâng thưa tổng quản nói là đi luôn bốn người khinh công chuồn thẳng giờ chỉ còn lại hai ông cháu lưu lão ân cần nói tuyết nhi chúng ta ăn cơm thôi bà cô tóc hồng từ khóe miệng chảy ra một giọt nước miệng mừng rỡ nói thịt thịt hơ chỉ để tàu há mồm nhà ta ăn thịt mà ta muốn gãy cái lưng rồi lưu lão khuôn mặt khổ sở nói được thôi hôm nay chúng ta ăn vịt hầm Nghe vậy, khuôn mặt Tuyết Nhi hơi đơ đơ lại, bà cô này nhớ lại mấy ngày trước. Ông ơi đó là gì vậy? Nhìn vào hai con vịt dễ thương cu te phô mai que, Tuyết Nhi tò mò hỏi. Hô hô, là một cặp vịt đầy tình cảm, Lưu Lão cười nói, nếu con người cũng có bằng hữu nương tựa lẫn nhau như chúng thì tốt rồi. Tuyết Nhi cũng sống nương tựa với ông cho đến khi trưởng thành nhé, hai ông cháu mình rau cháo nuôi nhau. Tuyết Nhi vâng lời đáp, vâng, rau cháo thịt bằm nuôi nhau. Nhớ đến đây, Tuyết Nhi rưng rưng nước mắt. Tuyết Nhi, sao lại khóc, Lưu Lão hốt hoảng, Vịt đáng thương quá tuyết nhi dụi mắt nói sao sao tự dưng lại thế vậy chúng ta không ăn nữa nhé không ạ à, thịt ngon lắm tuyết tàu há mồm liếm liếm mép nói nhẹ lưu lão lúc này tự nhiên lại không nói gì nữa ha ha mấy tên phi hổ trại ở đâu ngọc hy vừa khinh công vừa vội nói chúng kéo đến rồi Ronaldo hét ngọc hy cắn răng tay cầm sẵn thanh kiếm ừ, bọn người các người a a a cứu mạng mấy tên phi hổ chạy thế mà không để ý tới sự có mặt của đám người ngọc hy hốt hoảng chạy vụt qua gì vậy bọn chúng sao lại thế tổng quản ở ở đằng trước ronaldo chỉ tay nói đập vào mắt mọi người là một lưỡi kiếm sắc lạnh toàn bộ đã ướt đẫm máu đỏ a a a đám người phi hổ chạy không kịp chạy ngay lập tức bị một nam nhân mặc đồ của phái võ đang chém chết tại chỗ hai người ngọc hy và ronaldo hốt hoảng kinh hãi núp sau tán cây quan sát không thể nào người đó là một người trong võ đang tứ kiếm ngọc hy sợ hãi thầm thốt lên hiệp thánh kiếm trịnh Huyễn kết cục chuyện gì nên tới cũng phải tới chuyển cảnh từ trong một sơn trại một tiếng hét vang lên rốt cuộc là nghĩ cái quần què gì thế hả sao lại đi chọc chó phái võ đang chứ bởi vì hắc sơn đạo mà cả bọn ta cũng chết lây luôn đấy lúc này một nam nhân hung dữ bạm trợn nhìn như gờ rắc trong liên quân mobile tức giận đấm mạnh xuống bàn cắn răng nói đây là phi hổ trại trại chủ nguyệt xã tinh hay trước tiên hãy bình tĩnh đã bây giờ chúng ta đang trên một chiếc thuyền nên hãy hiệp sức lại phi hổ trại chủ u sầu nói cho dù hôm nay có phải chết thì cũng phải báo thù cho các thủ hạ của ta nếu tên đó bước vào sơn trại thì tất cả cùng xông lên ơ rắc cắn răng hét vào mặt phi hồ trại chủ vô ích thôi từ ngoài cửa giọng nói ngọc hy truyền vào làm thế chỉ có số người bị giết tăng lên thôi nghe thấy vậy ơ rắc quay mặt lại nói ra là hắc sơn đạo tổng quản à hắn là một trong số đệ tử đời thứ nhất của võ đang thuộc cấp tuyệt đỉnh cao thủ ngọc hy phân tích Chú thích, trước khi đạt đến hóa cảnh, cảnh giới chỉ có thể đạt được thông qua giác ngộ, là tuyệt đỉnh cao thủ, đó chính là cảnh giới cuối cùng mà một người võ lâm bình thường có thể mơ ước. Vậy chúng ta chỉ có thể khoanh tay chịu chết sao, gờ rắc lại cắn răng hung dữ nói. Không, phía chúng ta cũng có một vị cao thủ đạt cảnh giới xứng tầm đó, Ngọc Hy dứt khoát nói. Lão tiền bối, liệu lần này sẽ giúp chúng ta chứ, phong hồ trại chủ trầm mặc nghĩ. Ta đã cử tương cửu đi rồi, Ngọc Hy nói. Lúc này, tưởng cửu, tức là Ronaldo đã tới căn nhà nhỏ của Lưu lão, hắn vội vàng gọi lớn, "Lão tiền bối, lão tiền bối." Trong nhà, hai ông cháu đang ngon lành sơi con vịt đáng yêu mà Tuyết Nhi khóc lóc ban nãy, lúc này Tuyết Nhi vừa cạp thịt vừa nói, "Vịt thật đáng thương, nhưng cũng rất ngon." Nhưng mà ông ấy cũng đã có tuổi rồi, liệu có thể trở thành đối thủ của Hiệp Thánh Kiếm không? Phong Hồ nói. Trước đó, chúng ta có một cách duy nhất có thể cầm chân được Hiệp Thánh Kiếm, dù chỉ một ít thời gian, Ngọc Hy Lộ ra vẻ quyết tâm nói còn chưa kịp bàn bạc xong một tiếng ầm thật lớn truyền vào tai đám sơn tặc cả đám kinh hãi thốt lên đã đến rồi sao phía bên ngoài hàng rào bị một đường kiếm chém nát tan thanh kiếm nhuốm máu kia lại hiện ra đập vào mắt tất cả mọi người rốt cuộc bọn sơn tặc các ngươi sao lại dám luyện võ công của phái võ đang hả khai màu. hiệp thanh kiếm lúc này sắc mặt toát lên đầy sắc khí chĩa thẳng lưỡi kiếm đặt vào cổ của một tên sơn tặc bị đánh đã tơi tả phía xung quanh cả đám sơn tặc đã chết sạch xác người nằm la liệt bọn ta đã học từ con ả này đó từ sau đám bụi hiện lên là bóng của gờ rắc và ngọc hy ngươi chẳng phải là ngọc hy đệ tử đời thứ hai sao hiệp thánh kiếm lạnh lùng quát còn những đệ tử khác thì sao chỉ có một mình ngươi sống thôi hả tên võ đang lạnh lùng chất vấn ngọc hy không trả lời câu hỏi của hắn chỉ nói trịnh huyễn sư thúc đệ tử không còn mặt mũi nào chưa để ngọc hy nói hết gờ rắc đến tiết nộ hống bỏ vũ khí xuống nếu không muốn con ả này chết tên võ đang nhếch miệng khẽ cười khinh miệt được thôi hắn thản nhiên ném thanh kiếm xuống đất đồ ngạo mạn mày coi thường ta sao mày chọc nhầm chó rồi gờ rắc thẩm mỹ sơ hở này nhìn thanh kiếm được ném ra khỏi tay tên võ đang gờ rắc nghĩ phập chưa để gờ rắc kịp phản ứng gì một đường kiếm ngọt như đường thốt nốt chém qua cắt trúng cánh tay của tên sơn tặc hắn bị trúng hiểm chiêu buông thõng cánh tay ra sao lại làm thế a à, a à, ngọc hy lúc này hết sức sững sờ ngước mắt nhìn thẩm mỹ sao ngươi lại dạy võ công cho đám sâu bọ kia tên võ đang lại chất vấn đệ tử có lỗi sư thúc vì vì quá sợ hãi ngọc hy lắp bắt nói bốp chưa nói xong một cái tát như trời giáng xuống và lệch mặt nàng đệ tử võ đang chết thì chết sao lại có thể làm những chuyện điên rồ như thế này ta sẽ mang ngươi về núi võ đang để tra tội tên võ đang lạnh lùng nói chết tiệt giờ hết cách rồi chỉ có thể liều mạng thôi phong hồ chạy chủ từ đâu xuất hiện đỡ gờ rắc dậy và nói trong lúc bọn ta giữ chân hắn các ngươi mau chạy trốn đi các ngươi không thể chết hết được nhìn đám huynh đệ bên cạnh phong hồ trượng nghĩa nói trại, chạy, chạy chủ, chạy phó to cao đen hôi và đám tiểu đệ bi thương nói. Dù khinh công của hắn có nhanh thì cũng không thể đuổi theo tất cả, phong hồ nói lớn. Còn tên võ đang thì chỉ đứng đó cười khinh. Đúng là cảm động thật đấy, cơ mà từ bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy việc ta sẽ làm, tên võ đang khẽ cười, gái to. Sau khi cắt cổ các ngươi, mấy kẻ cầm kiếm một cách buồn cười, ta sẽ ném làm thức ăn cho quạ và tìm ra từng tên một đang núp trong núi như mấy con chuột nhát rồi sau khi cắt bỏ tay chân để chúng bò như sâu bọ, ta sẽ dẫm chết chúng một cách bi thảm. Tên võ đang cắn răng cười đều, lúc này sát khi từ người hắn toát ra nồng đậm, thanh kiếm đã lăm lăm trong tay. Từ phía xa, cây thương của Lưu lão cũng được tháo bỏ lớp vải quấn xung quanh. Mặt Lưu lão lạnh lẽo vô tình, lão khinh bỉ những lời nói vẫn đang truyền vào tai lão. Từ bây giờ, ta sẽ khiến các ngươi cảm nhận sâu sắc rằng các ngươi thật tầm thường làm sao.